Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú chị và các bạn thích Nam Vàng, bonsai sai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thân Thơ Hậu Giang hay quý cô chú anh chị. Thì chiều nay em có quay trở lại với chỗ của chú Sáu ở cầu Bình Thủy, giao lưu cùng cô chú chị các bạn một số phô mai á. Hôm nay chiều trời mưa trên hơi tối xíu nha quý cô chú anh chị nha, có một số phô mai tứ quý ha cô chú anh chị, bonsai chế đẹp rồi một số phô mai vàng, dán bonsai, dán quái, dán khum hay quý cô chú anh chị nha. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã xem clip và ủng hộ chú Sáu trong các clip trước. Mong biết lại cô chú anh chị các bạn tiếp tục yêu thương ủng hộ ha. Dạ, rồi em xin phép clip nha. Rồi, anh xin chào em Khoai. Dạ rồi, chào anh Nghiệp ơi, chào tất cả cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay con lên được một clip nghe cô chú anh chị ơi. Mai vàng có, tứ quý có nghe anh chị ơi. 10 cây mai vàng, 10 cây tiêu quý nghe cô chú anh chị ơi. Tiêu quý đế đẹp có luôn nha anh chị ơi, có cành luôn. Dạ, cây lực cây lớn nha cô chú anh chị nha. Mai vàng cũng nha. Có cành rất là đẹp cây luôn anh chị ơi. Rồi, em cho anh xin lỗi số điện thoại nha. Số điện thoại của em là 0788760629 nè. Rồi, vô mã số 1 luôn ha. Mã số 1 nha anh chị ơi. Dạ, một cây mai vàng thân lắc quái nha cô chú anh chị, cây cành đầy đủ luôn nha. Mã số 1. Mã số 1 cây mai vàng lùng lực luôn nha anh chị ơi. Đế cũ nha cô chú anh chị. Đế cũ luôn, không lỗi gì hết trơn anh chị ơi. Nè, cô chú anh chị nhìn lên tường rồi nha. Lên tường anh chị. Cây rất là mạnh ha. Cây không bị lỗi gì luôn nha cô chú anh chị ơi. Cây đẹp, cây lùng lực luôn ạ. Rồi, xin phân số luôn nha. Số 1. Cây này sống khỏe rất là mạnh luôn anh chị ơi. Thì em đo cho anh chị 31 mình thật. Dạ khoảng 31. Cũ 50. Dạ. Cao 45. Nồi đó, đường kính bầu là 45 luôn ạ. Mã số 1 này giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 luôn ạ. Dạ 1.700.000 nha cô chú. 4.700.000. 4.700. Bao nhiêu? Thích hồn quá hồn. Lâu quá không lên lộn nghe anh chị ơi. 4.700.000. Cái củ nạc dữ lắm nha cô chú anh chị nha. Đó. Đế đều bốn mặt luôn. Rồi, đỡ giùm anh luôn. Dạ rồi, cây mã số 2. 2. À. Quy lô này được vài còn vài cây nha cô chú anh chị ơi, dán khum ha. Dạ. Đây cây nào cây nấy là lên được đều hết trơn luôn nghe anh chị ơi. Được lên đều luôn. Cái này cái bộ đế là quá trời luôn anh chị ơi. Đế khủng luôn nha cô chú anh chị, rất là lực ha. Đế nở đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi anh xin thông số luôn. Rồi mai vàng mã số 2. Mã số 2. Em này 26. Dạ, khoảng 26. Cao 45. Cao 45 anh chị ơi. Nồi đế là 110. Mã số 2 này giao lưu với cô chú anh chị là 4.900.000 luôn ạ. Dạ, 4.900.000 nha cô chú anh chị. Mã số 2. Mã số 3. Mã số 3. Mai rồi. Vàng cũng lắc lượng, có cành bay rất là đã nha anh chị ơi. Cái này dán hơi bay xíu nha cô chú anh chị. Cái nồi đế nè cô chú anh chị nha. Cây này xù, cái bể đế, bể giả lưng nó nổ xù ha. Dưới này nè cô chú anh chị. Rồi anh chị ơi. Nè, con đặt lên cô anh chị dễ xem nè. Ở đây ít có thấy được. Đây anh chị. Có lai gai thôi chứ chưa có xù thôi. Lắm. Đây. Mặt này nè cô chú anh chị đó ha, bể mà em không có báo không. Rồi anh xin thông số luôn, cây mã số 3. Mã số 3. Em này 33 hoành hăng nha anh chị ơi. Dạ, hoành là 33. Cao 34. Đường kính bầu 55. Mã số 3 này giao lưu với cô chú anh chị là 4.200.000 luôn ạ. Dạ 4.200.000 nha cô chú anh chị nha. Bao ship luôn anh chị ơi.
ba. Cây nào cũng có củ đế nở đều hết nha cô chú anh chị. Mã số 4 tứ quý nha cô chú anh chị. Mã số 4 cái tứ quý rất là khủng luôn nha anh chị ơi. Cây dáng trực đế rất khéo nha cô chú anh chị. Cây này hơi tiếc cái là chủ vườn ta hồi lúc ta không biết á, ta chặt cái cọng khúc gì nè, thì giờ mình thấy khô cái mình cắt ra nha anh chị ơi. Đây là tới mặt bao tươi cho cô chú anh chị nha. Đây nữa nha. Trời đấy rất là khủng khiếp luôn nha anh chị ơi. Rồi anh xin thông số luôn nha, mã số 4. Mã số 4 tí quý anh chị ơi. Thì đo này nha, đo trên cho cô anh chị nha. Là 40 đúng luôn anh chị ơi. Dạ quanh 40. Đo trừ hao giờ cô chú anh chị đo lại ha. Cao 67. Đường kính bầu 52. Nguyên cái nồi đế đặt là 110 luôn nha anh chị ơi. Dạ. Mã số 4. Mã này có giá là 7 triệu bao ship luôn nha anh chị ơi. Dạ 7 triệu nha quý cô chú anh chị, mã số 4. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Nồi đế rất khéo nha cô chú. Anh nghe nè. Dạ, mã số 5. Tôi quý mã số 5. Mã số 5 cô chú anh chị. Cái này là cũng lùng lực đế cũ của chú anh chị nha. Còn do điều cũng đế hết biết luôn nha anh chị ơi. Cây rất là nâng cây nha cô chú anh chị nha, tứ quý mã số 5 nha. Mã số 5 lùng lực luôn nha anh chị ơi, trực bút măng ha. Rồi. Cây rất là đẹp cây. Thông số luôn em ơi. Được 47 luôn ạ. Dạ, quanh 47. Cao 49. Nồi đế đặt là 120. Đường kính bầu là 50. Mã số 5 này giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu 500 ngàn luôn ạ. Dạ 5 triệu rưỡi nha cô chú anh chị ơi, mã số 5 nha. Dạ mã số 6. Một cái tứ quý dán trực nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Cái này mình treo toàn dù được ha. Dàn xương rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây tàn dụng ha. Bị cái lỗi đây mà nó đang kéo lên nha anh chị ơi. Không sao chứ nha. Rồi đấy là nó đẹp lắm luôn nha anh chị, không thấy mà nghèo hết. Đấy nở kính cứng ngắt luôn nha cô chú chị, một cục luôn ha. Dạ nó như là cái hao của mình nè. Chạy xuống đều hết luôn. Cây này dán trực rất khéo nha cô chú anh chị. Chỉ có bị lỗi chỗ đó thôi ha, chỉ cầm đẹp nha. Rồi anh xin thông số Khoa ơi. Đo cái phanh chỗ này thử em, cái phanh đặt cái dĩa chỗ này nè. Rồi cái xương. Dĩa này mình... Đây cái nồi này của nó là được 67. Dạ. Đặt luôn nha cô chú anh chị, củ nạc luôn nha. Củ nạc là 67 nha cô chú anh chị. Rồi nồi tổng mình để giùm anh luôn. Để trải đều 24 giờ kính đầu nha cô chú. Rồi đấy là 130. Dạ, nồi đế 130 nè cô chú anh chị ha, để kính hết cho luôn nha. Không trống. Mã số 6 nha anh chị ơi. Rồi chiều cao luôn em ơi. Cao được 89. Mã số 6 thì giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu 500 ngàn luôn ạ. 5 triệu rưỡi nha cô chú anh chị, do trời mưa cái bầu nó khó nhìn thấy được cái đế ha. Rồi em đổi nha. Rồi mã số 7. Rồi một cây dán bay nha cô chú anh chị nha. Cái này giờ cô chú anh chị chơi dán đậu cũng được ha. Rất đẹp luôn anh chị. Nồi đế nở tròn đều luôn nha cô chú anh chị. Đều hết.
Rồi, anh xin thông số nha, mã số 7. Em này 30 Hoành Thăng đúng luôn ạ. Dạ, Hoành 30 nha quý cô chú anh chị. Nằm là được 47. Cao 33. Đường kính cầu 50. Mã số 7 thì giao lưu với cô chú chị là 4 triệu luôn ạ. Dạ, 4 triệu nha quý cô chú ơi, mã số 7 nha quý cô chú. Rồi. Rồi, mã số 8 một cây xù nha cô chú anh chị ơi. Dạ, một cây dán trực lắc xù nha cô chú anh chị. Đế cũ nha cô chú nha, xù mà đế cũ luôn ha. Xù rất là giữ ngay luôn nha anh chị ơi. Xù 100% khúc này luôn này nha cô chú anh chị nha. À. Xù cám với xù da me nhìn rất là đẹp cây nha anh chị. Chi cầm đóng tứ diện nha cô chú anh chị. Cây mã số 8. Rồi. 33 Hoành Eo, 32. Dạ. 32 anh chị ơi, vậy thì đó lại ha. Cao 6 luôn đó. Đường kính cầu 45. Mã số 8 thì giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000 luôn ạ. 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị, một cây xù chỉ cần tứ diện nha cô chú anh chị nha. Cái này chỉ cần rất là khéo ha. Đây, cái đường thân khúc này xù 100% luôn nha cô chú. Phủ đế đẹp nha. Cái cành này dính liền với cái thân luôn nha anh chị. Dạ. Rồi. Rồi, mã số 9. Rồi, mai vàng mã số 9 nha cô chú anh chị. Cũng đế cũ đây, luôn nha. Đây một cặp với mã số 8 của anh chị. Dạ, cũ đế nè cô chú anh chị, cái cũ này khỏi chê rồi đâu luôn nha, nó cuộn cứ ngắt luôn nha. Cái tô của mình vậy đó. Dạ, tròn do như trái băm luôn nha cô chú anh chị. Cái thằng này gắt giống luôn nha anh chị ơi. Rồi, anh xin thông số ơi. Cái mai vàng mã số 9. Số 9 là số 10 ta. Số 9, cái này được 28 Hoành Thăng anh chị ơi. Dạ, Hoành 28. Cao 50. Chiều dài là 49. Củ đặc nha cô chú anh chị. Củ là 60 luôn nha anh chị ơi. Củ đế 60 nha. Đây cái củ là anh chị. Từ kính cầu 45 luôn ạ. Đã số 9 thì giao lưu với cô chú anh chị là 4.300.000 luôn. Dạ 4.300.000, mã số 9 nha cô chú ơi. Rồi đổi giùm anh luôn. Dạ mã số 10. Quý gốc cành tứ diện anh chị. Rồi, cây lùng lực đế đẹp mà chia cành khéo nha cô chú anh chị. Chia cành nhìn rất là bự luôn nha. Rồi, gốc cành lực mà đều dày cui luôn nha cô chú anh chị. Rồi đó là cũng đẹp luôn anh chị, không thiếu mặt nào á. Rồi cô chú anh chị không thái chai đế nhỏ thì cô chú anh chị cắt như này ha. Cắt này bỏ là đế bự không anh chị, cắt này là đế bự không nha. Dạ. Trong nó còn đế nha anh chị. Có cộng ghế lót bự rất là lực bên trong nha cô chú nha. Rồi anh xin thông số luôn. Cũng đấy cũng phải biết luôn nè. 32 Hoành Thăng anh chị. Dạ Hoành 32. Cũng đấy cũng là 60. Dạ. Cao 53. Rồi đấy là 100 luôn ạ. Mã số 10 này giao lưu với cô chú anh chị là 3.700.000 anh chị. Dạ 3.700.000 mã số 10. Thưa quý anh chị. Dạ. Rồi. Mã số 11. Ok, tứ quý dáng hơi siêu nha cô chú chị ơi, nồi đế khéo nha. Đế nở luôn nha cô chú anh chị. Rồi đấy nè. Không thiếu mặt nào luôn anh chị. Dốc ngọn luôn em chị. Rồi anh xin thông số luôn. Nó đây là 37 Hoành Thăng. Dạ Hoành là 37 nha cô chú. Rồi dưới đây là đấy, đấy là
Dạ. Mã số 11 này giao lưu với cô chú anh chị là 4.300.000 luôn ạ. Dạ, 4.300.000 nha cô chú, nội đế rất khéo ha. Dạ, mã số 12. Cậu em sẽ quý nha chị anh. Số 12. Cành khó đế, khó luôn cây rất là lực cây nha cô chú anh chị. À, cây tứ quý này là cây lực đế, đế khá đế nha cô chú anh chị nha, cộng đế lực luôn ha. Đế luôn có đẹp luôn à, cái thân nó bự nha chị. Ú nu nha chị cô chú anh chị, chị cành ú luôn ha. Rồi anh xin cành luôn em ơi. Đây nó có cái gãy bị cắt đen nha anh chị. Rồi đây cái mặt cắt đen nha anh chị. Thì đo xét ở dưới đo tuốt ở trên luôn là được 42. Rồi 42. Mà đo luôn cái này là tới 47 anh chị ơi. Dạ 47. Cao 69. Nồi đế 140. Dạ. Nồi đế 140 luôn nha anh chị ơi. Rồi cây mã số 12. Mã số 12 này có giá là 5.500.000 luôn ạ. À. Cây tứ quý rất là đẹp luôn chị ơi. 5.500.000 nha cô chú. Rồi mã số 13. 13. Một cây thân dáng bay lắc nha cô chú anh chị. Bay lắc cụ đấy có luôn nha anh chị ơi. Cái thằng này là giá cám hơi bao nhiêu nha anh chị. Đế nở nha cô chú. Chi cành tứ diện, chi cành rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 13. 30 hoành eo. Dạ hoành 30. Cao 61 à. Đường kính bầu 49. Mã số 13 này có giá là 4.300.000 luôn nha anh chị ơi. Dạ 4.300. Mã số 13, 4.300. Trời. Dạ, mã số 14. 14. Vừa bay vừa lắc luôn cô chú anh chị nha. Lùng lật luôn nha anh chị ơi. Cái này cô chú anh chị mình về vô chậu chủ nhật lại cây khéo hết cô chú. Mã số 14 nha anh chị ơi. Cây rất là đẹp cây luôn. Cây nào cũng quái hết anh chị. Rồi anh xin thông số luôn. Hai mươi chín hoành eo anh chị ơi. Dạ hoành 29. Cụ đế 43. Dạ. Bay được 42. Cao 30. Đường kính bầu 50. Mã số 14 này có giá là 3.900.000 luôn nha anh chị. Dạ, 3.900.000 nha quý cô chú anh chị nha. Mã số 14. Rồi. Dạ, mã số 15. 15. Cái này cái cũ dữ lắm, cái cũ nha cô chú anh chị. Cây này dày cô chú anh chị chỉnh hơi hăng thẳng lên xíu nhìn đẹp lắm nha anh chị ơi. Dạ, nó có cái cộng đế đỡ cái mình đó cô chú anh chị ha. Rồi. Khá là có duyên nha. Cộng đế nâng cái mình lên nha cô chú anh chị. Giáng long ha. Cây giáng long ha. Cụ đế tròn luôn nha anh chị ơi. Không thiếu mặt nào luôn. Này có nữa dài của chú anh chị thấy bông này ha. Bông đẹp bao đẹp luôn nha anh chị ơi. Rồi anh xin thông số luôn. Cũ dữ lắm mấy cũ nha cô chú anh chị. Từ 6 đến 12 cánh nha anh chị. Lâu lâu cũng gớt 5 cánh nha. Đừng quên. Đây là được 29 quỳnh thân đó trên nha anh chị ơi. Dạ quỳnh 29. Cũ là 55. Cao 42. Đường kính bầu 52. Mã số 15 này giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000 luôn ạ. Dạ, 4.500.000 nha cô chú anh chị nha. Mã số 15. Dạ rồi, mã số 16 anh chị ơi. Một cây tứ quý đế nôm nha cô chú anh chị ơi. Cái này nó nằm ở trong cái hao anh chị. Đế hao. À, cao nó dài một gan mình vậy nè. Lên rất là đẹp ha. Tròn do luôn nha cô chú anh chị ha. Cố cành khéo nha cô chú.
cái túi này cột số. Cột dây của chú anh chị nhìn không, chứ trời mưa nhìn không có kỹ cái nồi đế anh chị nè, nồi đế nè, đế không rồi anh chị ơi, cái này ít đắt nhưng mà đế nhiều. Cái này nó bị lửa xíu nha cô chú anh chị, đây nó bị lửa ngay đây, nó cây hơi ủng nha anh chị ơi, chứ mà cô chú anh chị nhìn nè, nó kéo ra này thấy không anh chị, kéo ra này cái năm nữa là nó bít hết nha. Rồi anh xin thông số nha, đo đây là ở đây là 36 luôn anh chị ơi. Dạ, hoành 36. Chóp ngọn cốt cành luôn. Cao 74. Đế sớm cao 25. Nồi đế đạt làm được 100 luôn anh chị ơi. Rồi. Mã số 16 này giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000 luôn anh chị. Dạ, 3.5 triệu nha cô chú, mã số 16. Cây đẹp đế mày giá mềm luôn anh chị ơi. Dạ. Mã số 17 à. Tú quý mã số 17 nha cô chú anh chị. Cô chú nhìn chị để nhìn đế nó quái này nha. Đế rất là quái luôn anh chị. Có cái cọng không biết sao mà hai cọng là nó dính lại một điểm thế này nha cô chú anh chị nha. Không có ở trên này hai cọng đi xuống ha lắc. Như này chú vườn dán keo sắt hay gì cô chú anh chị. Ở đây không biết cái cây như cây con của nó nghe anh chị. Nó mua một tặng một nha. Rồi, xin thông số luôn. Được 36 hoành thăng anh chị ơi. Dạ, hoành 36. Nồi đế 100 ạ. Dạ, nồi đế 100. Cao 100 luôn nghe cô chú anh chị ơi. Mã số 17 này có giá là 3.800.000 luôn nghe cô chú anh chị. 3.800 nha cô chú ơi, mã số 17. Dạ, mã số 18. 18 một cây rất là đẹp anh chị ơi. Củ đế nè cô chú chị ơi, hết biết cái củ nha. Nó nằm bài luôn. Quá trị cái cây anh chị ơi. Rất là đẹp cây luôn à. Rồi. Thái vàng nha cô chú chị nha. Mã này đo ngay đây luôn nghe anh chị ơi. Là 34 nha anh chị. Dạ. Đúng 34 luôn. Ở trên cổ đế là 34. Dạ, không cắn con nở. Cao 64. Cũ là được 35. Dạ. Ủa 53. Cũ nạc 53. Nồi đế là đường kính bầu là 45. Dạ. Mã số 18 này có giá là 5 triệu luôn nha anh chị ơi. Dạ 5 triệu nha quý cô chú, mã số 18. Lùng lực cốt cành tứ diện anh chị ơi. Đây nụ rất là bự, cây nụ bự rất là bự nha anh chị. Cái này nó mới ra là bự gì nha. Rồi. Mã số 19. Một cây tứ quý nha anh chị ơi. Bị chú vườn chặt tà lẹ hết. Cô chú chị nha, ta chặt mà cô chú chị ha, nhưng mà không có sao ha cô chú không sao chị, chị chỉ cần còn nhóc chứ chơi nha cô chú chị. Được cái nồi đế nó đẹp chứ cái hăng nó chứ cái hăng nó bự nha anh chị ơi. Dạ, hoành lớn cây rất là lực nha cô chú. Rồi anh xin hoành luôn. Em này là được 45 nè anh chị ơi. Dạ, hoành 45. Cao 68. Đường kính bầu 58. Nồi đế 140 luôn ạ. Dạ, nồi đế 140. Mã số 19 có giá là 4.900.000 luôn anh chị ơi. Dạ, 4.900 nha cô chú anh chị nha. Mã số 19 4.900. Rồi. Mã số 20. 20.
Rồi một cây dính trực tàng đa cô chú anh chị ơi, tứ quý luôn nghe anh chị ơi. Số 20 tứ quý. Cái này mua lủng nghe anh. Rồi em này ca hoành thang là được 28 à? Dạ, hoành 28. Cao 54. Nồi đế 130. Đường kính vào là 50. Mã số 10. Mã số 20 này giao lưu với cô chú anh chị là 2.900.000 luôn ạ. Rồi, 2.900. Mã số 20. Dạ. Mã số 21. Còn cây tứ quý dáng trực lắc bonsai nha cô chú anh chị, chỉ cần đầy đủ luôn ha. Còn cây dáng bonsai. Rồi để này nha cô chú anh chị. Trời mưa khó thấy cây quá cô chú anh chị nha. Cây rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi, anh xin thông số luôn. Em này là 40 hoành thăng luôn anh chị ơi. Dạ, hoành 40. Cao 77 ạ. Thấy ngang 39. Nồi đế hết thước luôn anh chị ơi. Mã số 21 này có giá là 7.500.000 luôn nha anh chị ơi. Dạ 7.500.000 nha cô chú ơi, mã số 21. Rồi. Kêu là mã số 22. Rồi, tiếp tục mã số 22, một cây mai tàng khủng nha cô chú anh chị. Mã số 22. Một cây mai tàng bao phê luôn cô chú anh chị ơi. Cái dàn xương nó rất là quyết nha cô chú anh chị ha, xương rất là đều ha. Này trời hay tối nha cô chú anh chị. Để quay góc cận thử nha cô chú. Đó chừng cái dàn xương. Xương đế là bao phê luôn cô chú anh chị nha. Đó, cái nồi đế này là đều 24 giờ đế, cái nồi đế cũ nha cô chú anh chị. Dữ lắm mới cũ ha. Xương chia cành rất là khéo nha cô chú anh chị. Tàn đều hết trơn luôn. Cái này là cái tàn này là quyết quyền nghiệp luôn cô chú anh chị ơi. Ở đây không gian nó khá là chặt nha cô chú anh chị. Rồi để em ra ngoài cái nha. Để em rung cái cây thử anh cái không ạ? Dạ. Rung cái cây thử giùm anh đây. Rồi mình tra thông số luôn đi em rồi tính sao nha. Cây quá quyết nha cô chú anh chị. Quá chừng cái hoành luôn, mấy trăm luôn. Rồi. Đây là được 6 ở 59 lấy 58 anh chị ơi. Dạ, hoành 58 vị trí đây. Cây giờ cây 50 mấy là khó tìm. Rồi cái này là con đo ở trên cho cô chú anh chị dễ biết ha. Là 57 nha. Dạ. Rồi xích dưới là nó tới 60 luôn. Rồi đo nguyên 63 luôn. Luôn. Đo dạ. Nguyên cái nồi cũ luôn đi em. Chưa, để em rồi. Rồi em gắt thẳng luôn nè. Rồi. Củ đế nha cô chú anh chị, củ tròn do nha. 120 luôn anh chị ơi. Củ đế là 120 nha cô chú anh chị. Cũng khiếp cây luôn. Cái này thốt thân thì thấp nha cô chú anh chị ha. Thốt thân 26 nha anh chị ơi. Đế không chống mặt nào hết nha. Đế là nó thả ra rất là khéo luôn nha anh chị. Rồi cái này mình chiều cao nhiêu em? Cao này em cũng không biết bao nhiêu luôn. Thì cao này cao 3 mét đó anh chị ơi. Cao 3 mét hơn nha cô chú. Ba có bên này là trừ hao 3 mét nha anh chị. Dạ, 3 mét tán ngang. Tán ngang này cao 3 mét rưỡi á. Cây này chủ vườn bông, chủ vườn nói bông rất là đẹp nha anh chị ơi.
cái mai tàng của chú anh chị nhìn cái dàn xương ha, không trống chỗ nào luôn nha cô chú anh chị. Cái này lá nó hơi héo là tại vì mình chuyển đi về á, về với nắng quá, dạ nắng quá với gió nha anh chị, giặt về giặt cây của mình, cây lá rất là mướt nè cô chú anh chị ha, mà còn bị nắng ha. Em không biết sao quay được cho cô chú anh chị xem luôn nữa. À, chỗ này không gian nó không có, cái nồi đế này là đều hết luôn. Dàn cái tàn này là khỏi chỉnh sửa nữa nha cô chú chị, về là mình dưỡng mình chơi thôi, xả lá ra mình dưỡng ha. Cái này mình chơi luôn nha em. Dạ cái này là 70, bao ship 200 km thôi nha anh chị ơi. 70 triệu nha cô chú anh dạ, chị. Dạ 70 triệu bao ship 200 km à. Củ nở đều hết nha cô chú anh chị. Đấy là không thiếu mặt nào luôn. Nhìn ngoài cây rất là khủng anh chị ơi. Ngoài cái dàn xương rất là quyết nha quý cô chú anh chị. À, cô chú anh chị thấy bên kia qua tới bên này ha, xương rất là dày. Rồi còn nữa không em? Hết rồi. Rồi chào hết giùm anh nha. Rồi cũng cuối cây cũng cuối video cũng chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã về thời gian qua ủng hộ. Chào tạm biệt. Cảm ơn Khoa luôn, xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều ha. Mong cô chú anh chị các bạn tiếp tục cho tôi ủng hộ bằng Khoa nha.